Lại nữa kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, kiên quyết an nhẫn ba la mật đa, thì nói thế này: thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm chuyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm chuyên sanh ra, và tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm chuyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy tức chẳng phải là tự tánh, tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm chuyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thiệt giới vân vân có thể nắm bắt được, cũng là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, và tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thiệt giới vân vân có thể nắm bắt được, cũng là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra, và tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thiệt giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng có thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thiệt giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Này kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy nói những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn ba la mật đa một cách chân chánh.
Lại nữa, kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, thì người phát tâm vô thượng bồ đề, tuyên thuyết an nhẫn ba la mật đa, thì nói thế này. Thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán thân giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm xuyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh của thân giới là không, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm xuyên sanh ra, và tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm xuyên sanh ra là không, tự tánh của thân giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm xuyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm xuyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thân giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán thân giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh của thân giới là không, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không, tự tánh của thân giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thân giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh của thân giới là không, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không, tự tánh của thân giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thân giới vân vân có thể nắm bắt được, vốn là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thân giới và tự tánh của thân giới là không, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không, tự tánh của thân giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, thân giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thân giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Này kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy nói những điều đó,
là tuyên thuyết an nhẫn ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, kiểu thi ca nếu thiện nam tử thiện nữ nhân vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề tuyên thuyết an nhẫn ba la mật đa thì nói thế này: thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán ý giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm chuyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là không, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm chuyên sinh ra, và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sinh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, ý giới chẳng thể nắm bắt được thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có ý giới vân vân có thể nắm bắt được. Cũng là có cái thường và vô thường kia, nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán ý giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là không, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra, và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, ý giới chẳng thể nắm bắt được thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có ý giới vân vân có thể nắm bắt được, cũng là có cái lạc và khổ kia, nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là không, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, ý giới chẳng thể nắm bắt được thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có ý giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia, nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là không, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, ý giới chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có ý giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia, nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa.
Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy nói những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề tuyên thuyết an nhẫn ba la mật đa thì nói thế này. Thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán địa giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán thủy hỏa không không thức giới hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì địa giới và tự tánh của địa giới là không, thủy hỏa phong không thức giới và tự tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không. Tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của thủy hỏa phong không thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Thủy hỏa phong không thức giới đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có địa giới vân vân có thể nắm bắt được, vốn là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán địa giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì địa giới và tự tánh của địa giới là không, thủy hỏa phong không thức giới và tự tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không. Tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của thủy hỏa phong không thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Thủy hỏa phong không thức giới đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có địa giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì địa giới và tự tánh của địa giới là không, thủy hỏa không không thức giới, và tự tánh của thủy hỏa không không thức giới là không. Tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của thủy hỏa không không thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Thủy hỏa phong không thức giới đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có địa giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì địa giới và tự tánh của địa giới là không, thủy hỏa phong không thức giới và tự tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không. Tự tánh của địa giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của thủy hỏa phong không thức giới ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, địa giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Thủy hỏa phong không thức giới đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có địa giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy nói những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề tuyên thuyết an nhẫn ba la mật đa thì nói thế này. Thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán vô minh hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì vô minh và tự tánh của vô minh là không. Hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, và tự tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không. Tự tánh của vô minh ấy tức chẳng phải là tự tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa.
Đối với an nhẫn ba la mật đa này, vô minh chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có vô minh vân vân có thể nắm bắt được, cũng là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán vô minh hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì vô minh và tự tánh của vô minh là không, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não, và tự tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là không. Tự tánh của vô minh ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, vô minh chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có vô minh vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì vô minh và tự tánh của vô minh là không, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não, và tự tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là không. Tự tánh của vô minh ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, vô minh chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có vô minh vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì vô minh và tự tánh của vô minh là không, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não, và tự tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là không. Tự tánh của vô minh ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, vô minh chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có vô minh vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn ba la mật đa một cách chân chánh. Hết quyển thứ 156.